chào tất cả quý vị. Hôm nay tôi sẽ trao đổi về vấn đề là làm gì khi mà chúng ta có dấu hiệu của bệnh viêm hô hấp cấp. Thưa bác sĩ, các dấu hiệu nào báo hiệu viêm đường hô hấp cấp? Viêm hô hấp cấp á, thì cái chữ cấp á, có nghĩa là nó xuất hiện đột ngột, cấp tính. Thứ hai là viêm đường hô hấp á, thì nó có viêm và cái tổn thương đó ở đường hô hấp. Thành ra chúng ta có thể thấy là có dấu hiệu sốt, có người thì sốt nhẹ, người sốt cao. Thứ hai là nóng, sổ mũi, rồi ho, rồi có thể có đàm, rồi có thể có nghẹt mũi. Thì đó là những cái dấu hiệu ban đầu của viêm đường hô hấp cấp. Tuy nhiên khi mà mình viêm đường hô hấp cấp mà nó nặng á, thì có thể nó lan xuống đường hô hấp dưới, có thể làm cho mình nặng ngực, rồi khó thở. Đó, nặng hơn nữa có thể tím tái và tức ngực. Thưa bác sĩ, các dấu hiệu này cảnh báo những bệnh gì? Khi mà chúng ta có những dấu hiệu viêm hô hấp cấp á, thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Đa số trường hợp mà trong những ngày đầu á, đó là những cái virus. Những virus mà chúng ta biết rồi á, đó là những cái virus của đường hô hấp như là virus cúm, rồi virus adeno, rồi virus RSV hoặc là những cái loại virus khác của đường hô hấp. Nhưng trong tình hình mà Covid-19 hiện nay đó, thì chúng ta cũng nên nghĩ ngay là có khả năng cái triệu chứng đó đó có liên quan đến triệu chứng của bệnh mắc bệnh Covid. Làm thế nào để phân biệt được giữa Covid-19 với các bệnh viêm đường hô hấp khác? Chúng ta nhớ là Covid-19 á, nó cũng là một loại virus của đường hô hấp. Cho nên cái đặc tính của nó sẽ rất là giống, triệu chứng thông thường của nó cũng rất là giống với lại những cái virus khác. Cũng sốt, ho, sổ mũi, nghẹt mũi, đau họng, tức ngực, khó thở. Tuy nhiên có hai cái triệu chứng mà rất là đặc hiệu của Covid mà những cái bệnh lý đường hô hấp khác ít có. Thứ nhất á, đó là đau rát họng. Cái cảm giác đau nó rất là nhiều, giống như là lấy dao cứa trong họng vậy đó. Và đặc biệt cái triệu chứng đau rát họng này nè, thường nó xuất hiện ở cái giai đoạn sớm. Trong khi những cái virus khác á, khi mà có đau họng á, thường nó xuất hiện giai đoạn sau, có nghĩa là sau khi mình bội nhiễm vi khuẩn xong rồi mình bắt đầu rát họng. Còn Covid-19 là ngay giai đoạn 1, 2, 3 ngày đầu á, đã có cái triệu chứng của đau rát họng. Cái triệu chứng thứ hai khá điển hình của Covid á, mà gần như là tất cả các virus hô hấp khác không có, đó là mất mùi, mất vị. Và cũng đặc biệt là cái triệu chứng của mất mùi, mất vị đó, nó lại là giai đoạn sau. Nếu chúng ta nhớ là giai đoạn đầu thì đau rát họng rất là dữ, giai đoạn sau là mất mùi, mất vị. Và mất mùi, mất vị nó khá đặc hiệu, nhưng mất mùi nó phải phân biệt với là nghẹt mũi. Mất vị phải nghiêng là phân biệt với là lạc giọng, lạc miệng. Cho nên mất mùi có nghĩa là mình không được ngửa được mùi hết á. Có nghĩa là mình nhắm mắt lại, mình đưa cái gì vô mũi mà là mình không biết cái mùi gì. Thứ hai là mất vị có nghĩa là mình nhắm mắt là mình ăn, mình không biết mình ăn cái gì luôn. Thì đó là cái triệu chứng đau rát họng và cái triệu mất mùi mất vị nó khá đặc hiệu của Covid-19. Còn tất cả những triệu chứng khác nó không có triệu chứng nào đặc hiệu cả. Và thậm chí là Covid-19 cũng có thể gặp ở người đó không có triệu chứng gì cả. Thưa bác sĩ, cần làm gì khi thấy bản thân và người thân có những dấu hiệu này? Chúng ta nhớ đó, cái bệnh lý của đường hô hấp cấp á, là cái bệnh lý lây. Và nó lây lan qua đường hô hấp á, thì từ cái giọng nói của người bệnh, từ cái ho của người bệnh, từ cái hắt hơi của người bệnh. Cho nên khi mà trong nhà có một người bị hô hấp cấp á, thì cái người đó phải mang khẩu trang. Ngoại trừ là em bé mà không biết mang khẩu trang thôi. Thì cái người đó phải nhanh chóng mang khẩu trang. Và xử lý giống như là mình đang bị viêm hấp cấp, là hồi hô hấp cấp như hồi đó giờ thôi. Như là uống nhiều nước, nghỉ ngơi, ăn đủ chất. Ho thì uống thuốc ho, mà sổ mũi thì nhỏ mũi, sốt thì uống thuốc sốt. Thì cái đó là cái quan trọng nhất mà chúng ta phải làm. Nhưng trong cái mùa hiện nay đó, cái mùa hiện nay đó, thì chúng ta phải nghĩ ngay là coi chừng mình là bệnh Covid-19. Bởi vì Covid-19 nó sẽ lây lan hết cả nhà. Và đặc biệt là trong nhà, hồi xưa đến giờ không có ai bệnh hết. Suốt năm nay không có ai hay bệnh vặt hết, mà tự nhiên có 2-3 người bệnh vặt cùng lúc đó, thì phải nghĩ ngay có khả năng đó là Covid-19. Và nếu mình nghĩ như vậy đó, thì mình phải tách cái người đó ra. Đặc biệt là nếu trong gia đình đó có những người lớn tuổi, và đặc biệt là những người có bệnh nền, và đặc biệt là những cái người đó họ chưa có chủng ngừa, thì phải tách ngay cái người viêm hấp cấp đó ra khỏi cái người kia. Và chúng ta có thể tự làm xét nghiệm hoặc là liên lạc với lại y tế địa phương, thì họ giúp mình về cái chuyện xét nghiệm đó.
Nếu xét nghiệm ra mà chúng ta không phải bị hô hấp cấp, chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta cũng nên vẫn phải tiếp tục mang khẩu trang, bởi vì nó một cái bệnh lý hô hấp cấp nó lây cả nhà thì nó cũng gây phiền toái lắm. Đối với trường hợp bị nhiễm COVID-19 thì họ cần phải làm gì tiếp theo? Cái điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Và mình ngồi mình nghiệm lại xem mình đã từng lây cho ai chưa, để mình thông báo cho những người đó, người ta biết được là mình có tiếp xúc với người đó, để người đó cũng chuẩn bị tư thế để mà xét nghiệm rồi theo dõi để tránh lây lan thêm. Rồi trong nhà mình mới kiểm lại xem là trong nhà mình mình bắt đầu lây cho ai chưa, và đặc biệt là những người có nguy cơ cao. Thì mình kiểm tra lại như vậy xong á, rồi mình mới tính toán là việc là bây giờ mình phải cách ly tại nhà được hay không, liên lạc y tế cách ly nào được hay không, hay là mình phải cách ly tập trung để theo dõi điều trị. Cái đó rất là quan trọng. Và cái quan trọng thứ hai, nếu mà trong thời gian mình cách ly tại nhà hoặc là mình chưa có đi khu cách ly đó, thì phải hết sức bình tĩnh. Và trong đầu mình có mấy việc phải làm như thế này. Thứ nhất, mình là cái người có thể phát tán nguồn lây, thành ra không nên đi ra khỏi phòng, đặc biệt là không nên đi ra khỏi nhà, thì lúc đó mình mới tránh được cái nguồn lây được. Thứ hai là hết sức bình tĩnh, lắng nghe cơ thể của mình, ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, uống đủ nước, tập thể dục, điều độ và lắng nghe cơ thể. Nếu sốt thì uống thuốc sốt, nếu đau đầu thì uống thuốc đau đầu. Đó, cái tinh thần nó rất là thoải mái nha, tại vì tinh thần thoải mái nó rất là quan trọng những cái việc điều trị bệnh COVID. Vai trò của mỗi người chúng ta rất là quan trọng với bình thường mới này. Nếu chúng ta thực hiện đúng, nếu có viêm hô hấp hay là không viêm hô hấp thì cũng phải thực hiện 5K. Nếu chúng ta làm 5K đúng, chúng ta thực hiện khi cần á, mình mới tháo khẩu trang ra trong cái công việc gì đó trong bình thường mới. Nếu mà cần thiết nữa thì phải mang khẩu trang càng nhiều càng tốt, giãn cách càng nhiều càng tốt, tham gia chích ngừa vaccine, tham gia điều, nếu mà có biểu chứng thì tham gia để tránh phòng ngừa cho lây lan thêm cái virus. Thì nếu chúng ta làm như vậy đó thì thành phố mình chắc chắn nó sẽ trở lại trạng thái bình thường thôi. Và cái tinh thần của chúng ta hiện nay và cái hợp tác của chúng ta độ này với ngành y tế nó rất là quan trọng để cái bình thường mới này nó bền vững.